Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Bà sẽ làm tất cả vì con. Xin lỗi. Sao con ở đây? Dạ con đang chơi trốn tìm với Minh Hoàng nhà Nhã Lan. Bây giờ con đi với ba cho nó khỏi kiếm ra luôn. Vậy hả? Lên ngồi với ba. Dạ để con cởi giày. Tắt dây an toàn vào. Dạ. Tôi nghe. Hắn sắp tới rồi đó. Ông ráng làm cho thật tốt. Lúc đó sẽ có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho con gái. Nhớ cho thật kỹ. Chiếc xe của nó màu trắng. Tôi thấy chiếc xe đó rồi. Con đi với ba cũng được. Nhưng để ba gọi điện thoại về cho mẹ. Dạ. Mà ba ơi. Ừ? Tại sao bác Trọng lại hôn mẹ vậy? Hút là sao? Ở nhà xảy ra chuyện gì? Con nói cho bà biết coi. Dạ. Hả? Ba, có dừng xe kìa. Bình Quy, con nói cho bà biết coi. Tại sao ở nhà bà Trọng lại hôn mẹ? Hả? Cậu nói nhanh đi. Tại sao? Hả? Bình Quy. Con không nói đâu. Bà làm con sợ quá à.
Đêm hôm khuya quắc rồi. Nhanh lên. Ai vậy? Gì vậy? Tôi tự nhiên quăng cục tù lù ở nhà tôi vậy? Ra ngoài nói chuyện. Ủa? Ông hả? Tao nhờ mày giúp tao một chuyện được không? Thôi tôi nợ ông nhiều quá. Một chuyện nhầm nhò gì? Vậy thì tốt. Banh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ, không thiếu một chữ. Thằng nhóc này là sinh mạng của tao. Mày phải nuôi nó như con ruột của mày. Nó tên là Minh Huy, hiểu chưa? Cái này khó quá, bỏ qua được không? Nhà tôi giờ bữa đói bữa no, giờ nuôi thêm nó sao sống được? Mày có hai lựa chọn để trả nợ cho tao. Ông nói thử coi. Một là mày nuôi nó cho đàng hoàng tử tế. Còn hai? Hai là mày phải trả bằng mạng sống của mày. Chọn một. Trời ơi, kỳ vậy. Chọn rồi mà cũng móc dao nữa là sao? Coi như là đã thỏa thuận xong. Ráng mà làm cho tốt đó. Làm gì? Trời ơi, thì người ta nói mượn cái túi thì đúng không? Giờ người ta đi. Đừng có giỡn, trễ rồi nè. Đứng lại coi. Làm cái gì vậy? Nó mượn cái túi mà. Thôi. Anh hai này bắt cửa. Thôi, tự nhiên sáng giờ nó lấy cái bắp. Thôi nha. Không có nhường người ta. Thằng Đạt nó làm đi giờ. Quay, lúc nó giác thùm cô, thùm ghẹ lên chảy rồi con. Dạ, cô Năm để đó đi, lát con giác cho. Ơi, thôi, đừng có giỡn nữa. Anh hai nó không nhường gì hết trơn. Anh hai thương nè. Hai người có định để cho tôi làm việc không vậy? Tính không cho anh hai làm việc luôn hả? Tôi không có trả lương đâu à. Tự nhiên sáng giờ đòi lấy cái bóp, tao không biết làm gì nữa. Ai biểu anh hai không thương em? Biết sao không thương không? Để tôi thương người này rồi. Một tình yêu đâm sâu. Nè, không được, bỏ ra. Anh hai không được thương anh Đạt á, anh hai phải thương em nhất. Rồi, rồi sao nữa? Thái độ kiểu gì vậy hả? Ê, đừng mà. Làm gì á? Đơn giản thôi, có gì đâu. Thì mẹ đã thương anh hai nhất rồi, thì bây giờ anh hai phải thương em nhất. Vậy nó mới công bằng, hiểu chưa? Nhét cái gì đó? Cái hình này á, anh hai không được làm mất hay chưa? Thử mà làm mất coi. Không xong với em đâu đó. Hình gì vậy cô? Gì? Ôi. 20 năm qua anh hai là của em, mãi mãi là của em. Ây da, ai bộ không cho tôi lấy vợ hay gì? Không biết.
Thoáng thoáng, bưng giùm anh cái này ra chợ nè. Không phụ anh đâu. Nhỏ này, mà để đi lấy tôi khiêng cho. Bưng này rồi, bưng luôn cái thùng bự luôn nha. Này luôn hả? À, ừ. Mới đây mà 20 năm rồi sao? Rốt cuộc mình là ai chứ? Đâu mới là nơi mình thuộc về? Dù mẹ có thương con hơn cả tính mạng của mình, con không phải coi đây là nhà hả? Mẹ. Hay mẹ chỉ là mẹ nuôi của con thôi? Không, con không có ý đó đâu mẹ. Mẹ cứ vậy hoài. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi mẹ. Nó chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời con thôi. Con còn cả một chặng đường dài phía trước mà, đúng không mẹ? Mẹ hiểu mà, lá rụng về cội, ai cũng mong muốn tìm về cội nguồn của mình. Nhưng sao con không có một chút ký ức nào hết mẹ? Có thể những ký ức của con nó quá khủng khiếp, nên con không muốn nhớ đến nó nữa. Chỉ có một điều mẹ không hiểu, tại sao 20 năm rồi mà không ai đi tìm con? Cảm ơn em. Mẹ kêu mình xuống ăn sáng. Mình tranh thủ xuống đi em. Ừ. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Em dặn anh bao nhiêu lần rồi, lúc nào mình đi ra ngoài cũng phải thật chỉnh chu. Nếu mà làm được hết á thì em đâu có cơ hội để chăm sóc anh đâu. Con chào Dượng, con chào mẹ. Cô Hai à? Dạ. Dạ, đã nói bao nhiêu lần rồi là cậu Hoàng không có nghe được mùi trà lai mà. Chứ xin lỗi bà, xin lỗi cậu. Để tôi pha cà phê ạ. Cà phê. Con mời Dượng, con mời mẹ. À, mấy gian hàng tài trợ cho bộ sưu tập mới của mình lần này khá khó chịu. Con đã làm việc với họ chưa? Có vấn đề gì không? Không, mọi thứ đều ổn. Dượng tin ở con mà. Cứ làm hết sức đi ha. Dượng giữ sức đi. Dượng mới là người lo lắng thái quá. Anh à, có việc gì á thì vào công ty mà bàn với nhau anh. Dạ Lan, lát nữa con đi dạy vẽ trường SOS phải không? Dạ, anh Hoàng sẽ đưa con đi. Mẹ thấy hai đứa dành thời gian mà sanh em bé đi, chứ suốt ngày đi lo cho con thiên hạ không à. Hoàng nè, con nên nhớ, nhà này bây giờ còn có mỗi một mình con đó. Mẹ, con thấy mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Bây giờ mẹ với Dượng cứ tập trung lo cho nhau tốt là được. Chuyện của con tự lo liệu được. Thôi, con no rồi, con đi làm đi. Dạ, con xin phép. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà thằng Hoàng nó vẫn chưa chịu chấp nhận anh.
Nó cứ nghĩ anh cướp em từ tay của ba nó. Chuyện qua lâu rồi mà anh, đừng nhắc lại nữa. Kể từ ngày mà Minh Huy không còn nữa, em luôn tự nhủ lòng mình là em không muốn bất cứ một người nào mà em thương yêu rời xa em nữa hết. Anh và Hoàng là tất cả đối với em. Anh hiểu mà. Anh thấy thầy cũng nên để cho tụi nó ra ở riêng đi. Khi mà trở về ngôi nhà nhỏ rồi đó, tụi nó sẽ bớt cãi vã. Tin anh đi. Đạt, cơm cá cho mấy mẹ với mấy bé là phải đàng hoàng nha mày. Trời ơi, lựa kỹ rồi. Nhanh nhanh, nặng nặng. Nhiêu đây thôi hay còn nữa? Hết rồi. Ừ. Ông già, xe này phải không? Nó đó. Tụi bay, lấy xe. Ê, anh kìa. Cái gì vậy? Dạ coi, cái này xe ba tôi mà. Mấy anh làm gì vậy? Xe của ba mày. Mày lớn tiếng gì ở đây? Tao lấy xe cứng nợ cho ba mày là may lắm rồi. Nhanh ra. Quy. Tao bán xe cho nó rồi. Sao ba bán xe? Cái này kế sinh nhai mà ba bán là lấy gì ăn? Ngu quá à. Chết đói không có chết liền được đâu con. Đụng tới tụi này là chết liền đó. Mà xe của tao, mắc mới tới mày, tao bán chạy cha tao chứ. Không, con không cho ba bán kế sinh nhai của nhà mình đâu. Mày. Thằng ba mày thiếu tiền tao nhiều lắm. Chiếc xe này không đủ đâu nhóc. Ba đánh bài nữa hả ba? Thì có thì nó mới xiết được chứ. Ba. Sao? Không, tụi không có đưa xe dài hết á. Thằng nhóc, nợ cờ bạc á là nợ máu. Mà nợ máu thì phải trả bằng máu. Mày trả nổi không? Máu mè vậy ở đây. Mày là đồ lừa đảo thì có. Biến đi, nói đi. Bà Tư ơi, anh Huy đánh nhau với người ta kìa. Tự rồi, ở đâu vậy? Đi con. Sao? Trời, ông đứng đó nhìn nó đánh chết con ông hả? Đó không phải con của tôi nha. Bao nhiêu năm nay tôi nuôi một cái thằng mà nó vô ơn như thằng này. Cái xe của tôi muốn bán mà nó cũng không cho bán lần sau. Ba. Ba cái gì? Tao không phải là ba của mày. Ông ở đi. Cởi ông đi con. Con có sao không vậy? Con đau chỗ nào Huy? Con có đau chỗ nào không vậy con? Anh có đau mẹ không? Mẹ có đau ở đây nè. Ui da, đau quá. Trời ơi. Con. Sao vậy nè? Ôi đau. Lỗi. Đau ở đây nè. Đau đó hả? Anh sao vậy? Anh không sao. Tự nhiên khó thở chút thôi. Cô cậu ơi, tôi nghe má tôi nói á, tự nhiên mình bị khó thở như vậy sẽ gặp điềm gỡ á. Còn mẹ tôi nói không có điềm may hay điềm gỡ gì hết. Một ngày nào đó tốt cũng trở nên xấu và xấu cũng trở thành tốt. Về ráng kiếm công việc đàng hoàng mà làm ăn, cống qua giờ đây nào đó. Đợi mà đâu biết trước được điều gì đâu. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi. Nếu không có anh thì cái mạng này cũng không thấy được ánh sáng như ngày hôm nay. Nghe tôi dặn nè, ông đã bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì phải thẳng tiến, không được ngoái đầu lại nghe chưa? Nhất trí.
Nè, tao bảo nó được quấy đâu lại rồi mà. Đỡ chưa? Có cần đi bác sĩ không? Anh ổn. Tụi mình sắp ra ở riêng rồi. Anh đừng có gây với Dượng nữa. Sao em cứ giữ cái suy nghĩ là ra ở riêng nó sẽ ổn vậy? Thì hy vọng là vậy. Cùng lắm thì anh chỉ chịu đựng Dượng khi ở công ty thôi. Bớt lạc quan giùm anh cái. Người ta nói cuộc sống như tấm gương phản chiếu. Mình nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại. Còn mình mỉm cười thì nó cũng mỉm cười lại với mình mà. Nếu nói với em vậy, ai cũng cười hi hi ha ha suốt cả ngày vậy, cả thế giới này chắc trở thành cái nhà thương niên to đùng quá. Em bớt lấn vào cuộc sống riêng tư của người ta vậy. Bảo hả? Ông chuẩn bị xong hết chưa? Tôi cũng gần tới rồi. Anh Hoàng chở. Em lại lôi thằng Bảo trong mấy chuyện tào lao của em nữa. Bảo có bài viết về tụi con nít ở đó. Mà em nói lại một lần nữa, nó không hề tào lao. Sao không được? Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, xem sớm nhất trên ứng dụng VION. Em vẫn nghĩ là mấy cuốn sách này có thể thay đổi cuộc sống của tụi nhỏ ở đây hả? Ừ, đúng rồi. Em nghĩ không có gì là không thể cả. Đây. Bây giờ em cứ ở đây chăm sóc tụi nhỏ đi. Chừng nào muốn về, alo anh. Thôi không cần đó. Nếu như anh bận, em kêu Bảo đi về cũng được. Chào con nha Lan. Dạ, con chào chú. Con để qua tu phụ. Dạ. Con cảm ơn chú. Vậy là em tự về nha. Ừ. Nếu như anh bận. Ok. Đâu để coi con vẽ đẹp không? Đẹp quá. Đâu để coi nhím vẽ đẹp không? Trời ơi, nhím vẽ đẹp quá nè. Mấy đứa đừng có giỡn nè, tập trung vẽ nha. Chú Bảo ơi, khi nào cô Nhã Lan mới tới vậy? Thôi thôi, được rồi, tôi hiểu mấy người rồi. Mấy người cần cô Nhã Lan chứ đâu cần tôi đâu. Chắc là tôi đi về quá. Con cần chú. Thôi xạo đi, nịnh tôi không à. Tụi con cần cả hai. Đúng rồi, nhớ nha. Có cô Nhã Lan không được bỏ rơi chú Bảo cho chưa. Chờ cô Nhã Lan tới kìa. Mới vừa nói tức thời không bỏ rơi chú Bảo mà bây giờ thấy cô Nhã Lan là nhau cô Nhã Lan liền. Tranh thủ không có tôi ở đây ăn hiếp tụi nhỏ đúng không? Tôi ăn hiếp tụi nhỏ nào? Tụi nhỏ ăn hiếp tôi thì có. Tụi con nha, không được chọc chú Bảo. Chú Bảo cũng thương tụi con, giống như con thương tụi con vậy đó. Dạ. Dạ. Giỏi. Cô ơi, chỗ này khó quá, cô chỉ con dễ nha. Chỉ con dễ. Rồi, được rồi. Cô sẽ chỉ từng đứa, chịu không? Dạ. Rồi, tụi con về chỗ đi, rồi cô Nhã Lan chỉ từng bạn nha. Dạ. Tiến Đạt có ít thực phẩm muốn gửi mọi người ăn lấy lộc.
Ủa mặt con dính gì hả chú? À không có gì, gửi lời cảm ơn Đạt nha. Cái thằng này hay quá đi á, nó đi lâu rồi á mà nó vẫn không quên chúng tôi á. Dạ vậy thôi con xin phép con về. Dạ chào chú. Con chào cô chú. Anh Vũ, mày khỏe chứ Cường? Chúc mừng nha. Anh được ăn xá hả? Đúng. Tôi đã lo giấy tờ cho anh hết rồi này. Hả? Hồi đó tôi có mượn của anh một ít tiền, hôm nay trả lại là hết nợ nha. Tôi hiểu những gì anh nói qua điện thoại, tôi thấy không ổn. Anh đã mất 20 năm ngồi tù rồi mà chưa thấm đòn sao? Anh phải biết quý trọng quãng đời còn lại của mình chứ. Anh Vũ à, thôi bỏ hết đi. Trứng thì làm sao chống lại với đá được chứ. Sống làm cái gì khi đứa con gái duy nhất của tao bị chết vì tụi nó? Tao phải trả cho xong cái món nợ này. Tụi nó phải sống dở chết dở với tao. Nhưng đợi tới lúc đó thì anh sống cũng không bằng chết. Mày tưởng bao lâu nay tao sống sướng lắm hả? Tao sống như một cái bóng ma. Tao ở trong tù 20 năm mà tao có chết đâu. Mày biết tại sao không? Hằng nói là có hiềm khích với ông từ trước nên mới trả thù cá nhân. Nhưng mà tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Tôi không muốn chết. Tôi không thể nào chết trước khi được gặp lại con gái của tôi. Tôi xin các anh, các anh hãy giúp tôi với. Tao phải sống để trả cho xong cái món nợ này đâu.
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Từ ngày anh ra đi, em không còn vui cười được nữa. Chắc tại vì anh là một nửa của em rồi. Tìm ai vậy? Cô cho tôi hỏi, cô Hòa ở trong đây 20 năm về trước còn không? À, tôi cũng không có rảnh lắm, tại vì tôi cũng mới dọn về đây ở thôi à. Nhưng mà nghe đâu là mẹ con cô này á khổ lắm, chồng thì đi tù, con gái bệnh nặng, mà cô không biết giờ này nó có qua khỏi hay không nữa. Gia đình đi tán hết trơn rồi. Ủa mà anh ai vậy? Cảm ơn cô. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Dạ, con gái đại gia đang đứng trong bếp dọn nhà như ô xin vậy đó. Tôi mới là ô xin nè bà. Không biết kiếp trước mắc nợ gì bà, kiếp này bà đài đọa tôi từ nhỏ tới lớn luôn á. Dạ, em nghe nè sếp. Cái gì vậy? Đang trong kỳ nghỉ của em mà. Sếp nói gì? Danh ca Thư Lê về Việt Nam hả? Dạ rồi, để em chạy đi lấy tin liền. Dạ. Ấy bà, cầm túi ngay nè cái. Tôi bận công chuyện chút xíu, phần còn lại tôi nhường cho bà. Có gì chăm sóc cho bà giùm tôi nha. Tôi đi nha. Bye bye. Tính ra bà còn thân với ổng hơn tôi nữa. Mà kể ra nghề phóng viên của Bảo cũng vất vả ha. Chẳng ở đâu lâu được hết. Ừ. Mà bà tới kịp lúc đó. Tôi cũng đang nghĩ tới bà đây. Tính nhờ giả gì đúng không? Ừ. Thì tôi đang tính nhờ bà tư vấn màu rèm cửa nè. Rèm cửa hả? Ừ. Thì Hoàng Mỹnh Kim, bà cứ chọn màu vàng hay màu nâu đất gì đó. Nè, chồng tôi mà sao bà rành dữ vậy? Chồng bà nhưng là sếp tôi. Không hiểu tâm lý sếp bị đuổi việc rồi sao? Ừ, cũng hợp lý. À, tôi đang tính đặt bộ sofa ở đây nè. Tại sao bà không hỏi ý kiến anh Hoàng luôn? Anh Hoàng không quan tâm tới mấy chuyện này đâu, nên là tôi không cần phải hỏi ý kiến anh ấy. Anh Hoàng không thích về đây hả? Anh ấy giao cho tôi quyết định mọi chuyện mà. Với lại tôi cũng muốn tạo cho anh ấy bất ngờ. À, đi coi phòng khác không? Đi.
Đây là phòng lớn, phòng của vợ chồng tôi. Còn đây, đây sẽ là phòng tôi dành cho con của tụi tôi sau này. Hai người đã tính chuyện sinh con rồi hả? Ừ. Thì tôi cũng tính là khi nào ổn định chỗ ở thì cũng phải tính tới chuyện đó thôi. À. Ba mẹ chồng thì tốt thiệt đó, nhưng mà sống chung có nhiều điều khó nói lắm. Còn bà nữa, cũng nên tìm bánh đậu đi chứ. Tính ở vậy hoài cho tụi đàn ông nó thèm hả? À... Đợi tôi chút. Con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Con đang đưa Đăng Thanh đi coi căn hộ mới. Mẹ đang cà phê với mẹ của con nè. Mẹ tính á là mời ba mẹ con tối nay qua nhà mình ăn tối. Hai đứa tranh thủ về sớm nghe chưa? Dạ, con sẽ nói ảnh. Không có về trễ đâu đó. Dạ. Nó nói là đang đi coi nhà với Đăng Thanh. Mấy bữa nay thấy nó tức bật bận rộn mà tôi chưa đến để coi sao. Rảnh quá đó, cho nên bày chuyện ra để mà làm, chứ có cái gì đâu. Làm sao? Ủa, ở với tôi có động tay động chân làm cái gì đâu. Sung sướng quá chừng luôn mà không chịu. Vậy đó mà còn... Sao chị không nghĩ? Nó muốn có không gian riêng của tụi nó. Ôi, không phải là vợ chồng tôi để nó ở trên lầu hả? Tự do có ai đụng chạm gì tới công việc của nó hay là cuộc sống riêng tư của nó đâu. Vấn đề không phải là ở con gái tôi, mà là ở Minh Hoàng con trai của chị kìa. Vốn dĩ trước đây nó đã sống không hòa hợp với cha dưỡng của nó rồi. Nói với cha nó không hợp nhau là từ lâu rồi. Bất đồng nhau là từ lâu rồi. À, nhưng mà bất đồng vì công việc hoài đó chứ. Có gì đâu. Em chào chị. Em chào chị ạ. Trong tương lai, mọi người sẽ hướng tới sự tối giản. Cho nên tất cả các anh chị hãy bắt cho kịp xu hướng nha. Dạ, thưa chị Phong. Chi tiết trên này hơi rườm rà, giảm bớt đi. Đăng Thanh. Chào giám đốc. Dạ, chào sếp. Chào sếp ạ. Chào sếp ạ. Qua phòng tôi có gì gấp? Dạ. Vào đi. Sếp coi qua giùm em với. Ở đây đều là những sản phẩm tốt nhất rồi. Rất sang trọng và quyến rũ, đúng không anh? Sẽ không có gì sang trọng và quyến rũ bằng em đâu Đăng Thanh à. Vô, vô. Lẹ mày. Vô, vô. Cái nữa à? Ừ, cái nữa đi. Cái gì gót tém tém vậy? Trời miếng. Ủa? Tụi con đâu có kêu bia? Hai chai này là chú mời. Ủa sao tự nhiên mời tụi con vậy? Chú cảm ơn hai con đã đánh cho cái tụi dân hội ở đây một trận. Để cho nó bỏ cái thói á, ăn hiếp dân ở đây á. Dạ vậy thôi con không kết sáo nha, cảm ơn chú ba nghe. Dạ rồi, cảm ơn nha. Dạ. Vô vô vô, có gì uống rồi. Quá đã quá đã. Uống ăn mừng cái nè. Dạ. Anh Hùng cũng có fan hâm mộ rồi. Vô vô uống hết nha, trăm phần trăm nha. Ê uống trời. À quá mát. Ba Đạt nói thiệt đi,
Mày không đơn thuần rủ anh ra đây nhậu không đúng không? Có chuyện gì giấu anh đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Có chuyện rất là quan trọng. Phải để cho rượu nó thấm vô trong người thì lời nó mới trồi lên được. Vô anh, uống cái nữa. Ê vậy mày. Ôi mày ơi, mà tao không có rảnh đâu mà đợi chuyện của mày trồi lên rồi mày mới kể. Thôi về à. Nhưng mà mới... Nói không, tao về à. Về. Ê, nè nè. Giờ nói nè. Em có cà rết rồi. Em nói thiệt đó. Cái chuyện quan trọng mà mày muốn nói với anh là vậy thôi à? Đúng rồi. Mày bị vậy lâu chưa? Thì cũng lâu lắm rồi. Lâu như vậy mới đủ mà để cho em chết chìm trong đó luôn á. Không. Không. Ý anh không hỏi cái chuyện đó. Anh hỏi cái chuyện mà cái vấn đề trong đây nè. Hồi đó bị té ghe á, nhớ không? Ổn định cái chưa? Anh này giỡn rồi ơi. Nhưng mà anh nói mày nghe, không có cái dạy nào bằng cái dạy gái hết á. Ai mà ai? Cái người này á là anh biết luôn. Trong xóm luôn hả? Không những ở trong xóm mà còn ở chung nhà anh luôn á. Tảo An á. Nè, em biết là anh thái độ như vậy nên mới rủ anh ra đây uống cho xỉn để dễ nói. Mà anh cứ... Sao? Nói một hơi à. Không ngờ anh khó khăn vậy luôn á. Thôi vậy chưa. Nè anh hai, thái độ vậy là sao? Thôi, mày đổi cái xưng hô lẹ vậy luôn hả Đạt? Hay á, tuyệt vời. Hay hả? Hay. Ủa, nhưng mà thái độ vậy là đồng ý hay không đồng ý? Ê! Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, để tôi cảm nhận còn đó yêu thương. Giờ đã mất đi theo ngày đông u ám, nắm lấy đôi tay của tôi, khoảng cách sẽ không còn quá xa xôi. Hẹn nhau một ngày, hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh xa lâu nay, để khóe môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thường mơ, ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương, ở đó những con tim. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh xa lâu nay, để khóe môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thương mơ, ở xung quanh tôi đầy ắp yêu thương, ở đó những con tim luôn luôn chân thành.